đấy, ở nhà buồn đây mình đi này. Đấy à. Đấy bà hôm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi bà ơi? À đấy, bà gần 80 tuổi rồi đấy. Đấy, cho nó ăn hẳn đi bà. Đó, bị thò cái lưỡi rồi. Vâng. Đấy, bà năm nay gần 80 rồi, bà vẫn đi câu vẫn vui vẻ lắm. Vâng. Bà cái nó thò cái lưỡi cho bà chỉnh lại tí xem nào. Đấy, bà chỉnh lại cái lưỡi này. Đấy, nó thò cái ra nó chắc nó không ăn đấy. Bà hôm nay 80 tuổi rồi vẫn đi câu ấy. Đấy, tuyệt vời ấy. Vâng. Thế nhà bà ở gần đây không? Đấy. À. Có cối đấy. À, ngay đây luôn hả bà? Vâng. Có cối đấy. Bà đang bóc ngồi đấy. Bà giật một con lên cho cháu xem, cháu làm cái video này. Bây giờ hai vợ chồng ở nhà á. À, thế ạ. Vâng. Ông người năm nay bao tuổi rồi bà? Ông ấy. Ông 79. Ông 79. Ờ, 79 nhà người coi như. Vâng. Chính xem 79. À. Bà nó không có ông nữa đâu, con thôi. Thế à? Con trai thôi. À, con trai là 79. Ờ, con trai 79. Thế là lúc đấy bà để là chú là sinh ra là lúc đấy bà bao nhiêu tuổi? À, 50 tuổi. À. Không, cái lúc mà bà để anh chú 79 ấy, là lúc đấy bà bao nhiêu tuổi bà nhớ không? Ờ, là 50 tuổi nữa. À, 50 bà, tuổi. Bà riêng bà 50 tuổi. Vâng. 50 tuổi ạ? Ờ, 50 tuổi hãy chết đi ra. 50 tuổi. Đó là con trai đầu của bà. Ờ, con thứ hai đây. Vâng. Con cả chị cả như chị thế mà. Vâng. Ờ, con gái thế mà. À. Thế là con lớn đấy, giật. Ôi. Được. Để cháu quay. Bà giật lên. Bà giơ lên. Đây. Đấy. Cá này nhé. Bà câu được cá. Đấy, ui giời, cá này ngon quá. Anh tưởng mà là ăn. Cái cá nuôi ở trong cá hết. Đấy, bà câu được con cá này quá ngon này. Ai? Cá này cá suối. Cá suối. Bé thôi nhỉ. Đấy, bà 80 tuổi còn đi câu được cái này mà. Đấy, bà giơ lên cho cháu xem nào. Đấy. Bà giỏi lắm này. Không đánh thì ra bây giờ nó không biết đấy. Đấy, bà giỏi chưa này. Nó khỏe lắm, giỏi lắm. Cá này thì khỏe lắm. Đánh mùa được. Đấy. 80 tuổi đi câu này quá giỏi luôn đấy. Đánh này không đánh tí nó già không biết đấy. Sớm nó được nhiều. Rồi cho nó hẳn vào đây. Xem chú hiểu cả có thấy con nào. À bắt đập nó đi à. Bà sợ nó nhảy xuống suối bà phải đập đây. Đấy. Nhưng mà không được nữa tí nó xem không thấy đấy đâu. Cá này nó khỏe lắm. Vâng. Rồi. Vâng, này nó không nhảy được nữa rồi. Đấy. Xem cái cần của bà nào. À, cái gì nhỉ? Trầm chay may rủi. Trầm chay may rủi. Trầm chay.
Thế ạ? Vâng. Vâng. Đấy, bà vừa ngồi một lúc được hai con rồi. Vâng. Đấy, đổ mất được một bà. Nó ăn nhiều đấy nhưng mà thế à? Không được. À. Nó cứ da thế thôi. Vâng. Nó cứ cắn cắn xong là nó thò cái lưỡi ra à bà? Nó chắc là mồm to, mồm câu to quá. Vâng. Vâng. Em mắt đấy, có lưới đâu. Chắc là cái này không có lưới đấy. Có mắt lưới của bà là vẫn còn sáng ấy nhỉ? Ừ. Bà cho nó kín vào cho nó không hở ra. Sáng nhưng mà đấy không có lưới thở đấy. Thế thì xem mà không được. Thế thôi bà. Còn lưới thì có lưới. Lưới nó để lấy hay rồi. À, cái chỗ ngạnh kia nó bị mất rồi. Bà nó còn khô được nữa mà. Vâng. Ở nhà không làm có gì nó càng khô nữa mà. Không, bà phải cho nó kín vào đi bà ơi. Bà ơi, bà cho nó kín vào đi. Bà giật một con nữa nhá. Vâng. Con. Ăn hết rồi này. Ồ, ăn lâu ăn lâu. Thì lúc nãy là nó kéo kéo là nó ăn rồi. Ờ, kéo kéo là nó giật cái nhỉ. Vâng. Ừ, con muốn thật là ô thử ra hết. Không nhìn đâu. Có hai cái mà lấy một cái thôi. Lấy một cái đi câu thôi mà. Vâng. Chắc là lấy hai cái nữa. Hai cái có một cái thôi bà. Câu ở suối nó khó. Câu ao thì mình cắm hai một hai cái. Bà ấy các bà ở trên này đi câu 4 cái 3 cái. Vâng. 3 cây ấy. À thế là câu ở ao đấy chứ bà. Đấy, câu ở trên đấy. Cái số nó mà. Nhưng mà nó phải nước nó đọng đọng tí, nước chảy này khó lắm. Có số thì ăn, có số thì không thấy ăn. Vâng. Có số thì ăn rồi giúp thì đi cất thì cháy. Ồ, hồi lối thật, có lối gì lấy được không? Mới chắc chắn với mấy mới, ồ, được đấy. Con được mua cái bé bé đi. Chắc là cá ấy thôi. Chắc là con như lúc nãy ấy. Hôm qua bà đi chơi ở phù duồn xuống thôi mà. Dạ. Đi hôm qua bà đi chơi ở kia đấy. Vâng. Ở huyện đấy. Vâng. Ở phù duồn đấy. Vâng. Đi chơi nhà cháu ngoài đấy. Vâng. Có ngoài làm đình đấy. Vâng. Đó. Làm đình trên phù duồn đấy. Dạ. Đó làm ma làm đình đấy. Vâng. Đó. Cháu làm mà, cháu chính mà. Người cha đó gặp cháu chính nhiều lắm đấy. Vâng. Và khánh em hạ lên đấy. Em hạ thì khen lên rồi. Cháu chính là nó cháu chính to rồi. Ê, đây. Ê. Rồi rồi. Cá thì không đấy à? Cá thì không móc. Đấy, móc vào tay bà rồi. Móc đi. Đấy. Ra máu rồi. Thế nhỉ? Cá thì không nhiều ăn mới móc. Móc tay thì giỏi. Đâu lắm mà ra mặt cá con được. Đây bà làm cái này bà.
tí nó đông lại hết rồi. Vâng. Vâng. Đi này nó vui, nhà buồn. Vâng. À. Vâng.